Vâng, Camilo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu đến toàn thể các bác cũng anh em một mẫu loa mang trên mình thương hiệu của Japan, Nhật Bản các bác nhé. Đó, dòng loa Chanaro với thiết kế bát tép nhập USA các bác nhé. Đây là phần cụt chép nó bác này, cực kỳ chất và ngầu. Đấy, nhìn chưa, sụp bát này. Các bác nhìn cái bát này nó rất giống với dòng bát của dòng loa gì nhỉ? Hôm trước mình loa gì nhỉ? Cái loa gì của Nhật hôm trước nhỉ? Akai, đúng rồi, chính xác Akai. Em hôm nay em đầu óc không nhớ luôn. Akai các bác nhá. Dòng loa Akai hôm trước bác đã mua sản phẩm bát 25, bát 30 thì thiết kế cấu trúc của phần từ này tương đương nhau. Để thông số của dòng loa Chan, các bác cùng xem. Mã hiệu Chan Auto VS12, công suất 300W một quả trên một thân thùng, ở độ trở 8 ohm các bác nhé. Đây là dòng loa sản xuất Trung Quốc. Và cũng báo cáo bác thì cái chia sẻ giữa dòng loa bãi xịn và dòng loa gióng hay dòng loa mới thông thường bây giờ trên thị trường, nó khác nhau đều điểm gì thì các bác có thể nhận định ở đây. Tại sao những dòng loa như Bose, Beuler hay là Diatone hay tất cả những dòng loa khác trên thị trường, tại sao người ta dùng đến cả 7-8 năm nhưng tiếng nó lại vẫn giữ chất hay nó. Đó. Các bác còn nhìn đây cái mã màng nó này. Đời 2011 nhá. Tháng 2, mùng 2 tháng 1 2011. Mã màng vẫn nguyên đây. Nó đã đến lên cả 9 năm rồi. Đời 2011 này. Con này có con đời 19 tháng 8 2010. Nghe nói 9 đến 15 rồi nhưng cái chất nó vẫn giữ được như thế. Nó chính là ở cái chất liệu. Ở đây là cái linh kiện, em muốn nói đến cái linh kiện là cái từ tính của dòng loa bãi xịn. Nó khác với dòng loa gióng, khác với dòng loa mới thông thường bây giờ. Vì bác biết thì loa gióng các bác để ý khi mua em trước đó chưa cách đây 2 năm thì mình vẫn bay bán cho bác dòng loa một bữa em ạ, chế bán rồi. Vì những dòng loa đấy các bác chơi ở vào từ khoảng độ 1 năm đến hơn năm là cái bát là tiếng nó đã bị xuống tiếng rồi nhá. Tiếng nó bị xuống rồi. Nó không như sản phẩm loa chính hãng, loa xịn đúng không nhá. Đó là phần củ bát, hàng về đẹp 10 như 1. Các bác xem phần bát này. Đấy, chép này. Chép này, 10 như 1 thôi nhá. Đẹp lắm các bạn. Em nhớ cái chép, kiểu cái chép này nó vừa đính dây. Đây. Bất kỳ luôn, chép không phễu đi. Được chưa? 10 như 1. Và cái điểm gấu nữa ở cái con này là lần đầu tiên mà em bán loa, em thấy một dòng loa nó sử dụng nó không phải là phân tần mà nó sử dụng là cái cục lọc nguồn bác nhá, sử dụng qua một cục biến áp nguồn. Đây em rạch phải xé nhá. Bác nào nhận được vụ soi bác mua luôn loa này, cái này em xé ra bác nhá, ở video em quay xé bông ra nguyên bản luôn. Nó sử dụng biến áp lọc nguồn bác nhá. Đấy, Chanaro mã hiệu Code Server VS12 test OK QC030. Cái sản phẩm này là sản phẩm đã kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng, hàng nguyên bản đến mức cả em còn chưa xé cái bông, bác nhìn cái bông này, nó nguyên đai này, chưa ai đụng chạm lên. 9-10 năm rồi. Đây có cái này em vẽ tháo ra, em phải xé cái bông thôi. Cái cục biến áp này, chất không, cực kỳ ngầu luôn. Và số lượng em về nó có giới hạn, được có 9-10 đôi, không nhiều cho các bác. Cái mức giá thì em đọc luôn trong video, giá là 7.900.000 đồng. Các bác sử dụng cho mình một cặp loa bát 30, dòng loa thương hiệu của Nhật Bản, chất âm hay, tép sáng, tơi, bát sâu. Đó là những gì mà dòng loa thương hiệu Nhật thể hiện. Thực ra là hôm nay em không làm bài video test, nhưng thực ra là những dòng này trên thị trường em bán cũng đã rất là nhiều rồi. Mà hôm nay em về đối phiên bản nó chất, và thùng nó thùng đen, để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc được xem và nhìn thấy. Và ngoài ra thì trong video này thì bên chúng mình cũng khuyến mãi, vẫn chương trình khuyến mãi cho các bác đối với bộ micro không có dây, xin lỗi, có dây chính hãng của BS Pro Sound, mã hiệu B50 các bác nhá. Cái dòng mic này em đang bán là 410.000 đồng một bộ, rẻ hơn cả mic cùi bắp trên thị trường cũng phải bán 450-500 rồi, mà cái dòng mic này trên thị trường anh em bán mức giá là 650-700. Em lưu ý các bác giờ dòng mic này các bác có thể mua để sơ cua cho những bộ dàn hát gia đình, nếu không may trường hợp mic bị chập chờn hỏng thì bác có thể có mic hình sơ cua hát nhẹ bay lịnh giọng. Đó là những gì mà dòng BS
luôn thể hiện đối dòng mic có dây hay không dây. Và đối với dòng này thì nó sử dụng là bằng chất liệu trên nó, trên khoác trên mình nó là đồng phần thép chống rỉ, gọi là hợp kim chống rỉ các nhá, từ phần choa chụp này đến phần tay này. Các bạn lưu ý khi các bạn mua những sản phẩm BBS bãi này thì rất nhiều, khi nó bãi anh em bán giờ 200-250 rồi, đúng 250 rồi, thì bác cố thêm một chút bác mua được sản phẩm mới an tâm sử dụng. Dây dài được khoảng 5m 4m 5m đấy, ok chưa? Vẫn là chương trình cho các bác anh em với dòng BBS này. Thì một video review đến dòng loa Channado Bass 30, anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé, số lượng có hạn. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh qua hai số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở bên Minh 364 Quang Trung Hà Đông Nội bác nhé. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.